Các em, hôm nay anh sẽ làm một video nuôi rất nhiều cá. Rồi, một con cá vừa chào đời nhá. Tiếp con cá thứ hai nào. Ok, bơi lội đi các em ơi. Thêm một con cá nữa. Hay chưa? Rồi. Rồi, đã tương đối nhiều cá. Bây giờ anh sẽ trang trí bể cá nhé. Cho một cái cành cây vào đây đã này. Cây ơi, đẹp chưa? Phóng to nó lên này. Rồi. Wow, hai cành cây đối xứng nhau luôn. Hôm nay anh sẽ trang trí một bể cá vô cùng đẹp mà các em chưa từng được thấy ở đâu luôn. Wow, cành cây rồi. Ta sẽ cho chùa một cột ở đây nhá. Chùa một cột là chỉ có ở Việt Nam thôi. Yeah. Wow. Chúng ta sẽ làm một hàng chùa một cột ở đây. To lên. Thêm một cái chùa một cột nữa. To lên. Đẹp chưa các em ơi? Cho hai hòn vàng ra để cá nó chui ở đây nó đẻ trứng. Wow, các em thấy đẹp chưa? Cho một